Mặc dù đã giảm so với trước đây, nhưng trẻ em tử vong do tai nạn giao thông vẫn là con số đáng báo động. Vào chiều nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công bố kế hoạch hành động về thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015. Theo kế hoạch, thì Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và các địa phương thực hiện. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tuyên truyền nhắc nhở tại các trường học, phê bình giáo viên, cán bộ học sinh vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Ngày 10 tháng 4 trên toàn quốc cũng sẽ tổ chức ngày Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cao điểm để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em, tập trung vào khu vực xung quanh các trường học, sau đó duy trì kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng đã giới thiệu bộ phim Trong mắt trẻ thơ sẽ được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm với trẻ em.